Sau đây đồng chí Dần và đồng chí Cương đóng vai là hai kẻ xấu. Với cái tình huống giả định của tôi, đồng chí Tú thì là nhà xử lý. Nhưng mà trước khi tôi vào thực hành thì tôi đã thấy đồng chí Dần bình thường thì hiền lắm, nhưng mà tự nhiên cái mặt rất là hung hãn ạ. Và thêm nữa đồng chí Cương to gấp đôi tôi thì làm sao tôi có thể đánh lại được. Đồng chí chú ý, quá trình ở ngoài ta gặp, có thể nó gặp những đối tượng còn to hơn cả đồng chí Cương, nhìn nó nguy hiểm hơn cả đồng chí Dần. Đồng chí bắt đầu xử lý nhuốm. Cuộc sống em ổn. Hát cái gì? Em hát cuộc sống em ổn không bài em hát. Chỗ này chỗ mày hát à? Ờ, đây là ngõ nhà em, nhà em. Đấy, nhà. Mày hát tiền không? Dạ tiền á. Có tiền không? Em có, đây, ví em. Đưa hết đây. Đưa hết đây. Mặt ăn cũng trắng này. À, trắng có liên quan gì đến đánh nhau à? Đây ạ, ví của em đây. Đây, các anh cứ lấy đấy. Dạ đây ạ. Hội tập. Đồng chí Duy Khánh. Có. Đồng chí thấy đồng chí Tú xử lý có phù hợp không? Báo cáo đại đội trưởng, tôi thấy anh Tú đang làm đúng. Bởi vì nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như vậy. Hoặc có thể là tôi đã chạy từ 8 kiếp rồi. Vì tôi yếu đuối. Đồng chí không thể khẳng định mình yếu đuối. Qua 2 ngày vừa rồi tổ chức thực hiện nhiệm vụ và các bài tập, tôi thấy đồng chí rất cố gắng. Bây giờ đồng chí đã vào quân ngũ rồi, được trải qua một vài thử thách. Đồng chí có sẵn sàng ra xử lý tình huống tôi giao? Tôi sẽ cố gắng ạ. Đồng chí Khánh, giao vị trí. Đó. Đồng chí Thắng. Ừ. Giao vị trí. Ừ. Đối với tình huống này, xây dựng đồng chí Thắng là một kẻ xấu, có biểu hiện loạng choạng, say rượu. Đó. Bắt đầu tập. Khoan, tôi xin phép đi học. Mắt à? Bây giờ bạn bình tĩnh để mình nói bạn nghe. Đừng tới, tỉnh này bạn đang xỉn rồi. Xỉn không có tốt. Ngày xưa mình đi học á, cô giáo có dạy á, khi mà mình xỉn á là mình phải ở nhà, không có nên đi xỉn. Biết tao là ai? Bạn bình tĩnh đi, mình không cần biết bạn là ai, nhưng mà bạn phải biết bạn là ai kìa. Thì bạn đang trong trạng thái xỉn. Tao là chủ khu phố này. Nên bạn đừng tấn công mình như vậy, mình chỉ là một đứa học sinh đi học thôi. Mình còn đi về nhà trước 9 giờ. Sau này mình có bằng tuổi bạn, mình cũng sẽ không nhậu nhẹt ban đêm. Như vậy nắm tay mình mà bạn kêu mình bỏ tay bạn lại, điên rồi. Hội tập. Tôi hỏi các đồng chí, đã đồng chí nào luyện tập võ thuật ở ngoài chưa? Đồng chí Sơn Thạch. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi đã từng tập võ cho các dự án điện ảnh ạ. Đồng chí có thể chọn một đồng chí để thực hiện một động tác cơ bản nào đó mà đồng chí đã từng thực hiện. Tôi xin chọn đồng chí Sơn ạ. Được, đồng chí Sơn, đồng chí Thạch, ra vị trí. Đó. Sau đây, đồng chí Thạch và đồng chí Sơn hiệp đồng để tiến hành thực hiện động tác. Đó. Bắt đầu. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, theo lệnh tôi có mặt. Đồng chí và đồng chí Sơn bắt đầu thực hiện. Hội tập. Vừa rồi trong hàng công chí quan sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, gặp rất nhiều tình huống tay không đối đầu với lại lực lượng địch có mang trang bị, đòi hỏi người chiến sĩ có lòng dũng cảm, gan dạ. Bên cạnh đó phải có kỹ thuật, hiểu biết cơ bản về động tác để xử lý tình huống tốt. Buổi ngày hôm nay giới thiệu công chí về nội dung kỹ thuật đánh bắt địch, bài đánh bắt địch có trang bị, mục đích nhằm huấn luyện chiến sĩ trong trung đội nắm chắc kỹ thuật đánh bắt địch có trang bị vũ khí. Sau đây tôi đi vào nội dung của bài. Động tác thứ nhất, đỡ cao của địch ngã nghiêng. Đối mẫu. Ồ. Ra vị trí. Ồ. Công chí trong hàng quan sát tôi thực hiện đỡ cao của địch ngã nghiêng.
Chuẩn bị. Tình. Hold up.